Khỉ đài náo tấn công phụ nữ giết gà của người dân. Một số phụ nữ ở tổ dân phố 3, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình đã bị thương vì bị một con khỉ tấn công. Không những thế, con khỉ còn bẻ cây trồng và giết gà của người dân. Ngày 18 tháng 5, lực lượng phối hợp của Hạt Kiểm Lâm Đồng Hới và Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển Sinh vật Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã tiến hành đặt hai loại bẫy tại vườn nhà của chị Võ Thị Liên, tổ dân phố 3, phường Nam Lý, để bẫy con khỉ đài náo ở tổ dân phố này suốt thời gian qua. Ông Nguyễn Sĩ Đoán, Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm Đồng Hới cho biết, trong tình huống không bẫy được thì cơ quan chức năng sẽ áp dụng phương pháp 3 là bắn tự vệ để bảo vệ tính mạng của nhân dân. Theo một số người dân ở tổ dân phố 3, hơn một tháng qua con khỉ nói trên đã phá cây trồng, bẻ cây và giết gà của nhiều hộ dân. Không chỉ thế, con khỉ này còn chọc phá phụ nữ và trẻ em, khiến một số người bị thương. Như trường hợp chị Võ Thị Liên bị khỉ cào rách đùi phải khâu 11 mũi. Chị Phan Thị Tê cũng bị cào phía sau đùi. Một phụ nữ ở gần kế nhà chị Liên cũng bị thương phải khâu 7 mũi. Một số người dân cho biết, phụ nữ và trẻ con thì sợ khỉ này và gần như bất lực với nó, bởi vì càng dọa hay càng thách thức nó càng hung hãn và tấn công lại. Tuy nhiên khi gặp đàn ông thì con khỉ này lại bỏ chạy. Ông Nguyễn Văn Hành, tổ trưởng tổ dân phố 3 đã tìm cách bẫy con khỉ khi con khỉ phá chuồng gà, nhưng ông đã bị nó phá bung cửa và thoát ra ngoài. Hiện tại thì cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được chú khỉ nói trên là của ai và từ đâu xông ra. Trước đó vài ngày ở Bến Tre, cũng có một con khỉ xông chuồng đã tấn công chủ và một số người khác. Con khỉ xông chuồng đã tấn công làm ít nhất là 5 người bị thương, trong đó có vợ chồng của con cái chủ nuôi. Vào chiều 12 tháng 5, Thượng tá Cao Văn Anh, Phó trưởng Công an huyện Châu Thành, Bến Tre xác nhận con khỉ xông chuồng tấn công gây thương tích cho nhiều người đã bị lực lượng dân quân xã Thành Triệu tiêu diệt, giao xác cho chủ nuôi chôn cất. Con khỉ của ông Đặng Tấn Rộng, ấp Phước Hòa, xã Thành Triệu, huyện Châu Thành xông chuồng vào ngày 8 tháng 5 đã tấn công làm ít nhất là 5 người bị thương, trong đó có cả vợ chồng con cái của chủ nuôi. Sau khi nhận được tin báo thì các cơ quan chức năng đã trao đổi với chi cục kiểm lâm tỉnh về giải pháp xử lý theo hướng khống chế bắt thả về rừng. Tuy nhiên, do phía kiểm lâm không có phương tiện chuyên dùng như thủng súng gây mê để khống chế con khỉ, mà con khỉ lại quá hung hãn nên phải tiêu diệt để đảm bảo tính mạng người dân.